Chào mừng các bạn đến với kênh Game Giải Trí. Bây giờ mình sẽ gửi đến các bạn một trận chiến giữa quỷ và thần. Như các bạn thấy trên màn hình thì Yuki Yudai chơi deck của thần Obelisk các bạn. Còn bên phía Bakura của gì sẽ là quỷ các bạn, những con bài quỷ. Một cuộc chiến giữa một bên là thiên sứ thần và một bên là quỷ các bạn. Các bạn nghĩ rằng phe nào sẽ có lợi thế? Phe nào sẽ giành chiến thắng? Hiện tại trên tay của Yuki Dai đang có những con bài rất ngon. Mình có thể nói rất ngon. Con bài 3 sao này khi được triệu hồi bình thường, các bạn có thể chọn hai lá bài để reset lại những kiểu nạp đàn vậy. Các bạn chú ý tình huống này nhá. Như vậy là quỷ là sử dụng những con bài bắt cóc thôi các bạn. Những con bài tệ nạn xã hội. Và đã bắt cóc được cả mẹ cả con của lá bài thân rồi ao giác. Như vậy là một con bài thân đã xa ngã, đã phản bội lại lý tưởng. Hiện tại thì Bakura đang nắm lợi thế. Chỉ dùng có bài phép này, ném một con bài 8 sao số 1 và rút thêm 2 lá bài. Một con bài rất ngon, rất đẹp thiên sứ các bạn. Triệu hồi xuất tiên. Con bài cô gái này là con bài thiên sứ xa ngã xuất tiên nha các bạn. Như vậy là Yuki Dai muốn triệu hồi thân Obelisk, tự hủy con mắt Balon để tạo ra 2 phân bào và triệu hồi thân Obelisk các bạn. Cách chơi này của Yuki Dai cũng rất là biệt, đó tấn công vào con 1 sao. Vì được bảo vệ bởi con 3 sao kia nên con khỉ 1 sao kia bất tử nha các bạn, không bị tiêu diệt trong chiến đấu. Thậm chí nó khá rất nhiều, nếu mà cũng bị kỹ năng của thân Obelisk phá hủy. Và kết thúc trận đấu thất bại, một cuộc chiến giữa quỷ và thần Obelisk để giành chiến thắng. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem nhé.